Tại buổi hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ niềm vui khi thăm Iran trong thời khắc hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Ông khẳng định Việt Nam luôn đề cao việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác đa mặt với Iran. Tổng thống Iran Ibrahim Raisi thể hiện sự ngưỡng mộ đối với lịch sử kiên cường của Việt Nam và thành tựu phát triển kinh tế xã hội hiện nay. Ông nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, coi đây là một bước phát triển mới trong mối quan hệ hai nước nói chung và giữa hai quốc hội nói riêng. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội truyền đạt lời thăm hỏi từ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Tổng thống Iran. Hai bên vui mừng với sự phát triển tích cực trong quan hệ song phương trong thời gian gần đây. Dựa trên cơ sở quan hệ hợp tác và hữu nghị, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận và đồng thuận về việc thúc đẩy hợp tác đa mặt trong thời gian tới, nhằm tận dụng tiềm năng to lớn của cả hai quốc gia. Các biện pháp như tăng cường trao đổi đoàn các cấp, mở rộng các kênh giao tiếp nhằm củng cố sự tin cậy chính trị và xây dựng quan hệ đa mặt giữa Việt Nam và Iran cũng đã được thống nhất. Về lĩnh vực kinh tế, Chủ tịch Quốc hội đề xuất việc tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc thâm nhập thị trường của các sản phẩm mạnh mẽ từ cả hai nước, đặc biệt là nông sản và thủy sản. Ông cũng gợi ý tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, kết nối doanh nghiệp và địa phương hai nước. Hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và văn hóa nghệ thuật cũng được đề cao trong cuộc gặp.